sẽ có nhiều phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên ký mỗi nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía phải màn hình của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Bác Hằng seo nói với báo chí Hàn Quốc, Công Phượng là tiền đạo tốt nhất Việt Nam huấn luyện viên Bắc Hang So và trợ lý Lee Yong Jin đã có những chia sẻ ngắn gọn với báo giới xứ sở Kim Chi về việc công phượng chuyển tới Incheon United thi đấu. Cả hai đều dành những lời khích lệ lớn cho tiền đạo sinh năm 1995. Hướng đường viên Bắc hang So nói, Công Phượng được thừa nhận như tiền đạo tốt nhất ở Việt Nam, cậu ấy có khả năng xoay sở tốt trong phạm vi hẹp, cùng bộ kỹ năng cơ bản khá ấn tượng. Tuy nhiên, cậu ấy đã ở Hàn Quốc và phải thể hiện để chứng minh điều đó. Bạn phải có vị trí, phải làm lại, Tôi lo ngại về sự tích nghi, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua vì Công Phượng là một cầu thủ mạnh mẽ. Trong khi đó, trợ lý Lee jong Jin phát biểu, Công Phượng đến Hàn Quốc vì cậu ấy muốn phát triển hơn nữa. Phượng là một cầu thủ xuất sắc ở kỹ năng cá nhân cùng với sự quyết tâm mạnh mẽ. Tôi nghĩ lựa chọn Khailich là một quyết định đúng đắn cả huấn luyện viên Bắc và trợ lý Lee đều có mặt tại buổi ra mắt câu lạc bộ Incheon United của Công Phượng, sự kiện thu hút của rất nhiều cơ quan báo chí truyền thông ở Hàn Quốc. Hình ảnh của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 gây ấn tượng mạnh với người dân Hàn Quốc, trong đó màn trình diễn của Công Phượng ở trận tứ kết với Nhật Bản để lại nhiều dư âm nhất. Công Phượng ký vào bản hợp đồng có thời hạn một năm với Incheon United, các điều khoản khác trong hợp đồng không được tiết lộ. Ở câu lạc bộ mới, tiền đạo 24 tuổi sẽ mặc áo số 23. Tại buổi lễ ra mắt, Công phượng bày tỏ cảm xúc khi nhận được nhiều lời khuyên từ huấn luyện viên bắc hang seo và trợ lý lee jong jin về việc ra nước ngoài thi đấu anh cho biết tôi đã cải thiện thể lực trong suốt quãng thời gian ở nhật bản khả năng trê dắt và phòng ngự cũng đã được cải thiện tôi nghĩ lợi thế của mình là khả năng hoạt động trong không gian hẹp cầu thủ hàn quốc cao to nhưng thường để lộ khoảng trống sau lưng tôi có thể làm được nhiều điều nếu tận dụng được điểm này ở hàn quốc mục tiêu của tôi là cải thiện những điểm yếu và tăng thể lực Tôi muốn hướng đến chiến thắng cùng với những đồng đội mới. Tôi biết bóng đá Hàn Quốc rất xuất sắc. Tôi cũng biết nhiều về bóng đá Hàn Quốc. Những điểm tích cực ở đây thông qua khuấn luyện viên Park Hang Seo. Incheon United là một đội bóng tuyệt vời và tôi đã nghe nhiều câu chuyện về tập thể này trước đây. Cơ hội nào cho công phượng cây đầu quân cho Incheon United? lần thứ hai trong sự nghiệp Nguyễn Công Phượng có cơ hội được thi đấu cho một câu lạc bộ nước ngoài có trình độ cao. Lần này người ta tin rằng Công Phượng sẽ thành công hơn, lần đầu tiên anh xuất ngoại cách nay vài mùa bóng. Cách nay ít mùa bóng, Công Phượng từng sang nhật quát áo câu lạc bộ Mito Hollywood thuộc giải hạng dưới, Trai 2. Tuy nhiên, đấy là lần mà Công Phượng không thành công bởi anh ra đi vì yếu tố thương mại nhiều hơn là ra đi nhờ năng lực chuyên môn. Công Phượng thất bại ở Mito, Hollywood, một phần vì cầu thủ này khi đó chưa hề có kinh nghiệm đá bóng chuyên nghiệp. Hồi đấy ngôi sao của bóng đá Việt Nam chỉ mới tỏa sáng ở các giải đấu trẻ, rồi bước thẳng sang Nhật, nên những ngày anh xuất ngoại là những ngày mà anh hoàn toàn bỡ ngỡ với môi trường bóng đá đỉnh cao. Sự bỡ ngỡ ấy còn diễn ra ở một giải bóng đá hoàn toàn xa lạ với Công Phượng. Trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, nên cầu thủ thời đó nổi tiếng nhất bóng đá nội, thiếu nhiều kinh nghiệm ở bên cạnh để che chở, để làm chỗ dựa về mặt tinh thần trước khi để lại nỗi thất vọng trong lần xuất ngoại đầu tiên. Tuy nhiên Công Phượng hiện tại đã khác, chứng kiến năm 2018, đối với Công Phượng là chứng kiến quá trình trưởng thành từng bước của cầu thủ xuất thân từ Hoàng Anh Gia Lai, bệnh ngôi sao của Công Phượng giảm dần, tính chuyên môn tăng lên, yếu tố đồng đội được cải thiện, giúp cho Công Phượng mỗi lúc một toàn diện hơn, hữu ích hơn từ chỗ hầu như chỉ nhận bóng từ đồng đội mà đá công vườn về sau này đã chịu khó chuyền bóng cho các đồng đội xung quanh mình thậm chí là những đường chuyền có độ khó cao và độ chính xác cao từ chỗ chỉ đá cho đẹp, Công Phượng về sau này đã thi đấu hiệu quả hơn hẳn, tần suất ghi bàn cao hơn hẳn và từ chỗ hồi như chỉ đá được vai tiền đạo lùi, Công Phượng ở Village 2018, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 đã có thể đá giãn biên, đá luôn vai trung phong, thậm chí có thể sắm vai siêu dự bị khi cần. Quan trọng nhất vẫn là Công Phượng rất hiệu quả dù đảm nhiệm nhiều vai khác nhau nhưng sự trưởng thành đáng kể nhất của công phượng so với cách nay ít mùa giải chính là trưởng thành về mặt bản lĩnh công phượng hiện giờ có ý chí mạnh mẽ hơn hẳn so với chính anh trước đây chỉ có một cầu thủ có ý chí mạnh mẽ như thế mới biết cách đứng dậy sau vài lần thất bại sau những chỉ trích và biết cách kiên nhẫn để chờ đến cơ hội của mình ngay cả khi bị xếp ở bàn ghế dự bị câu lạc bộ Indian United ở Hàn Quốc quan tâm đến công phượng bởi họ đánh giá cao yếu tố chuyên môn của một cầu thủ góp công lớn vào ngôi vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đã chơi rất hay tại Asian Cup 2019. Đấy đều là những thành tích mà công phượng chưa hề có được trong lần xuất ngoại đầu tiên của anh cách đây ít mùa giải. Cầu thủ một khi đã có thành tích chắc chắn sẽ tự tin hơn, bản lĩnh hơn để người ta tin rằng công phượng trong lần thứ hai tranh nước ngoài thi đấu sẽ thành công hơn hẳn lần đầu. Incheon tự hào về công phượng khi tuyên bố chúng tôi đã chưa mộ được tiền đạo hàng đầu Việt Nam. Thông cáo báo chí của câu lạc bộ Incheon United gửi đi ngày 13 tháng 2 tới truyền thông Hàn Quốc có đoạn rằng Incheon sẽ sử dụng hàng ngạch cầu thủ châu Á để chưa mộ tiền đạo hàng đầu của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Nguyễn Công Phượng với bản hợp đồng thuê một năm. Chúng tôi hy vọng sẽ đa dạng hóa chiến thuật tấn công của đội bóng bằng việc sử dụng cầu thủ này, đại diện câu lạc bộ Incheon chia sẻ như thế. Tờ Money Today tại xứ sở Kim Chi mô tả, công phượng có 1m68, nặng 65kg là tiền đạo chủ chốt của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh trưởng thành trong câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, một đội bóng uy tín tại Việt Nam và đã trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu của đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á. Tờ báo này cũng liệt kê hàng loạt thành tích của công phượng khi khoác áo đội tuyển là một phần trong đội hình U23 Việt Nam về nhì châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, danh hiệu được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi từ rất lâu. Tại vòng chung kết Asian Cup tháng trước, Công Phượng đã chơi 5 trận cho đội tuyển Việt Nam, ghi được hai bàn vào lưới của Iraq và Jordan, góp công lớn đưa đàn quân áo đỏ giành quyền vào tứ kết. Tờ Money Today còn cho biết, huấn luyện viên John Addison của Incheon đã rất quan tâm tới Công Phượng kể từ trận đấu tập của hai đội bóng hồi tháng 10 năm ngoái, đồng thời luôn theo dõi chặt chẽ sự tiến bộ của cầu thủ này qua từng thời kỳ. Tác giả viết, ông Addison chính thức gửi lời mời tới công phượng đến Incheon sau khi tiền đạo này tiếp tục cho thấy màn trình diễn hiệu quả tại AFF e Cup và Asian Cup. Tờ báo này cũng dẫn lời phát biểu của công phượng bày tỏ mong muốn thử sức mình trong màu áo đội bóng đến từ Kalish. Tôi rất vui mừng và tự hào khi đón nhận thử thách mới ở Kalish. Giải đấu được Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới, bên chọn là giải đấu số 1 trong các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Á suốt 8 năm liên tiếp. Chân suốt gốc Nghệ An chia sẻ rằng, tôi từng được một người bạn thân là Sơn Trường kể rất nhiều về Kalish, tôi sẽ làm hết mình để trở thành một phần của Incheon. Buổi họp báo ra mắt công phượng tại Incheon sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 với sự có mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với trợ lý Lee jong jin đại diện lãnh đạo của câu lạc bộ Incheon United và Hoàng Anh Gia Lai cùng đại sứ của Việt Nam tại Hàn Quốc. Vừa sang Hàn Quốc, Công Phượng đã tuyên bố tôi vào sân trường ra đi không ảnh hưởng nhiều tới Hoàng Anh Gia Lai. Trên trang thông tin chính thức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Công Phượng đã có những giây phút giao lưu với người hâm mộ trước khi lên đường sang Hàn Quốc để khoác áo câu lạc bộ Indian United với bản hợp đồng một năm. Trước Công Phượng, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Lương Xuân Trường là những cái tên đã xuất ngoại sau kỳ Asian Cup 2019, được đánh giá là thành công với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh cùng các đồng đội cũng tạo nên một năm 2018 đầy khởi sắc cho bóng đá nước nhà với thành tích á quân U23 châu Á, tấp 4 ASEAN và đặc biệt là chức vô địch Đông Nam Á. Chia sẻ về một năm đáng nhớ vừa qua, tiền đạo gốc nghệ an nói: Thời gian vừa qua, phượng thi đấu rất nhiều, được cọ sát với nhiều đối thủ châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là những kinh nghiệm để phượng tích lũy trước khi trải nghiệm môi trường mới ở Hàn Quốc. Từ đầu 2019, Hoàng Anh Gia Lai tạm chia tay hai hảo thủ là Công Phượng và Xuân Trường, những tài năng nổi bật của học viện bóng đá Phố núi. Chân sút 24 tuổi khẳng định điều này không làm mất đi sức mạnh của đội bóng chủ quản Hoàng Anh Gia Lai. Anh chia sẻ rằng, Phượng cho rằng việc mình và trường cùng ra đi lúc này không ảnh hưởng quá nhiều tới đội. Vị trí của Phượng hiện tại có Văn Toàn, Minh Vương, vị trí của trường thì có Phan Thanh Hậu, Ngọc Quang, Tuấn Anh cũng đã trở lại rồi. Khi được hỏi cầu thủ nào là người mà công Phượng nhớ nhất khi chia tay các đồng đội, anh thật thà chia sẻ rằng Phượng tạm biệt cả đội nên đều nhớ mọi người, nhưng nhớ nhất là người bạn cùng phòng Văn Toàn. Hiện tại có nhiều phương tiện truyền thông cá nhân, nếu có ảnh đẹp Phượng chắc chắn chia sẻ về cho người hâm mộ, câu trả lời sẽ thường xuyên giữ liên lạc của Phượng, khiến các cổ động viên nơi quê nhà được yên tâm. Với điểm đến là câu lạc bộ Incheon, đội bóng cũ của sân Trường, Công Phượng nhận được nhiều lời chúc thuận buồm xuôi gió từ phía các cổ động viên. Anh chia sẻ trước khi lên đường rằng, Phượng muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ dành lời chúc và quan tâm đến Phượng. Cảm ơn các bạn quan tâm trong thời gian vừa qua, Phượng sẽ cố gắng hết sức mình thể hiện bản thân trong môi trường mới làm được điều gì đó cho bản thân và người hâm mộ trong thời gian thi đấu tại Hàn Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.